Thưa quý vị, cô bác, anh chị đang ủng hộ phóng sanh giải cứu cá biển trong rừng ngập mặn. Thì hôm nay đi coi cái lưới cá để rộng cá dưới sông á, thì qua nhà ngư dân nói để ngư dân lấy cái bẫy lú, là cái bẫy bắt cá cũ á, sẽ biến cái bẫy bắt cá thành cái bẫy cứu cá, là để dưới sông để mình phóng sanh mỗi ngày đúng 5 giờ sáng, để em sinh hoạt giờ giấc điều độ, để em không có ngủ lúc này 3 giờ, lúc này 4 giờ, 5 giờ, sinh hoạt thay đổi liên tục làm cho mau già, râu nó mọc nhanh là dấu hiệu là mình sống không khỏe. Thế nên việc lấy vợ, lấy chồng, sinh con, đẻ cái, rồi chăm sóc con cái, cha mẹ, rồi cha mẹ vợ, cha mẹ chồng, nó lộn xì ngầu lên, rất là mệt mỏi, rồi cưới hỏi đám sinh nhật tùm lum hết. Thì người ta nói là không yêu thì phí thanh xuân, còn em nói là yêu rồi thì phí tuổi trẻ, nên thôi em xin không đẻ để cứu thiên nhiên động vật tốt hơn. Thì em đi chợ tính là đi mua coi cái lưới cá, nhưng mà ngư dân giải quyết được cho em cái việc mà cứu cá rồi đặt bẫy dưới sông để hả phóng sanh cá không có bị làm cá chết, thì em mới nghĩ là thèm chua, đi mua một cái trái khóm về để ăn. Đi mua trái khóm thì trong khi đến trái khóm á, là trái khóm này là 10.000 đó, là bỏ đi phóng sanh một bữa. Thì cái bà bán me, bà tự nhiên bà thấy em, bà đi lại bà nói con ăn đá me không? Em nói dạ không cô ơi, mà con em thấy cái cô đó nhìn có vẻ khổ quá, nó thôi bán cho con bịch me này đi. Rồi cổ bán 25.000, nói bớt đi 20 được không? Sau 25 nó nói thôi mình bán mua giúp đi, rồi em trả luôn, than nghèo thì em trả luôn 30, rồi xong em bỏ phóng sanh 4 bữa. Rồi em mới nảy lên ý định thôi vậy mình mua đồ nấu canh chua luôn. Em không ngờ mấy cái loại cây lá này hiện tại ở đây nữa, em dành thời gian là em có thể trồng được những cái loại này, vậy mà em cũng mua này, mất thêm 20.000 nữa. Rồi xong phóng sanh một bữa, phóng sanh 3 bữa, phóng sanh 5 bữa, thì mua đồ nấu canh chua phải mua thêm trái dừa. Rồi mất 6 bữa phóng sanh, chỉ vì một bữa ăn thôi đó anh chị cô bác ơi, chỉ vì một bữa ăn của em thôi mà em đã bỏ đi công đức của 6 bữa phóng sanh, là giải cứu biết bao nhiêu loài vật, đúng không ạ? Bây giờ phóng sanh có 10.000, quý vị bỏ tiền ra ủng hộ phóng sanh, thì trước đó em bỏ ra gần 100 triệu để làm những cái video clip phóng sanh, để có thể ảnh hưởng tích cực đến mọi người, để mọi người ủng hộ em phóng sanh. Thì bây giờ em không phóng sanh được, em chưa phóng sanh được, bởi vì giờ em còn lo trả nợ. Sau khi em trả hết mấy cái nợ mà em mượn tiền để phóng sanh á, em mới chuyên tâm ủng hộ Hùng Phước với mọi người cùng phóng sanh. Thì mua luôn cái gót sen để chỉ cái chân bị nứt, bị phèn. Dạ. Đó, đi ở đây á phèn nó ăn chân, nứt chân. Thêm 20 nữa, mất 8 bữa phóng sanh. Rồi để đi trồng cây. Dạ. Trồng cây ở dưới rừng đước thì nó ăn móng, lỡ xước tay kia thì cái móng mất, hư móng. Mua thêm mấy cặp vớ nữa, 2 cặp vớ, 2 bao găng tay, hết 150, mất luôn 15 bữa phóng sanh. Và tiền YouTube tháng này của em là gần 500.000. Coi như em chỉ vỏn vẹn một bữa ăn thôi, rồi mấy cái đồ dụng cụ để nhặt rác đỡ dơ tay thúi cứt, rồi đi chân cho nó sạch sẽ, nó không có bị nứt gót chân các kiểu, phèn nó ăn ngón chân,
Hết nhiêu đó đó anh chị ơi. Anh thấy cuộc sống thấy không? Anh chị ở thành phố làm việc cũng rất là vất vả. À quên nữa, còn con cá lăng nữa. Sau khi em mua đồ nấu canh chua xong, cái bà bán cá lăng, bà năn nỉ em mua cá cho bà. Bà nói cá này còn tươi á, là 120 mà nó chết ương ương rồi á, là bà bán rẻ thôi, bởi vì thấy đẹp trai. Bà bán cho 60. Con cá trắng mét à, mua về cho mấy con này nó ăn để ra đường nó bớt ăn cứt lại. Không được ăn ngon là ăn cứt. Chưa biết mùi vị ngon thì hôm nay cái cô đó gieo duyên, em mua cá lăng luôn cho nó và em sẽ nấu cơm cho nó liền luôn với cá lăng. Anh chị thấy đó, đồng tiền nó vô giá trị lắm, nhưng nó lại có thể cứu được mạng các loài vật trong tự nhiên. Ở bên Mỹ người ta không phóng sanh được như vậy. Phóng sanh bên Mỹ người ta mua mấy con dế thôi mà phải đếm từng con. Ở đây 10.000 thôi cứu quá trời cá. Em nghĩ mấy con cá lăng này nó hôi hôi luôn, nhưng mà mấy con này nó cứt nó còn ăn được mà, nên hôi hôi này chuyện nhỏ. Anh chị thấy đó, YouTuber người ta làm mấy clip Covid người ta thành công lắm. Em clip chân thật, nói thật bà Tân Vlog nấu ăn không ghê bằng em. Em nấu lần vậy đó, cho chó ăn chứ không phải cho người. Ăn lần ăn nồi, 10 con chó đi phóng sanh với chúng ta, nó ăn như vậy đó. Mà không phải ăn một bữa đâu, nấu một nồi này ăn được 7 bữa. Tiết kiệm củi lửa. Thôi em nấu ăn cho nó à, nấu cơm trước rồi bỏ cá lăng vô. Rồi vậy nha, coi như tiền YouTube của em là xong hết rồi. Em đi chợ một bữa nay thôi là thôi, một tháng sau em mới đi chợ nữa. Còn lại em sẽ ăn rau cỏ ở trong vườn. Nè, đây là rau bồ ngót Nhật, cứ luộc lên rồi ăn. Còn đồ ăn cho mấy con chó này có ba má tài trợ. Còn thằng rái cá ti ti thì nó ăn, chắc tháng này nó ăn bằng tiền em viết báo. Em viết ra mấy cái đề tài bảo vệ thiên nhiên động vật, giải cứu rừng ngập mặn. Tại sao cuộc sống em đến nỗi đi này vậy trời? Cả đời em có làm cái gì mà nó ác đâu trời. Mà đến khi em từ bỏ cho đi tất cả, cuối cùng em lại thành như vậy.